sử dụng máy hút sữa hai bình như thế nào và những điều gì cần chú ý. Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Trong video trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ các nhà mình cách lựa chọn máy hút sữa bằng tay, máy hút sữa một bình, máy hút sữa hai bình, rồi máy hút sữa dòng cao cấp là IE Smart. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng cái dòng đơn giản hơn là IE Basic ha. Cái dòng IE Basic thì nó khá là đơn giản, cũng dễ xài. Nó 1.600.000, còn cái dòng đời mới hơn thì thiết kế hiện đại hơn, nó là 1.850.000. Hoàng Sơn có từng video riêng rồi. Nếu cả nhà mình có quan tâm á thì có thể liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để có thể giải đáp thêm thắc mắc ha. Rồi bây giờ mình thử khui máy nè. Hai cái dòng Basic và cái dòng Smart á, chức năng nó gần như nhau, nhưng mà cái dòng Smart á, thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà chức năng thì cũng tương đương. Nếu mà mình tiết kiệm thì có thể mua cái dòng Basic này. Còn nếu mà mình điều kiện kinh tế mình muốn tiết kiệm hơn nữa thì mình có thể mua cái dòng một bình nha. Thì dòng một bình chức năng cũng tương tự, nhưng mà mình mỗi lần mà mình bơm thì mình chỉ bơm được có một bên, ví dụ như 15-20 phút. Còn dòng hai bình mình cùng lúc mình có thể bơm hai bên, và đương nhiên cái bình hai bình mình cũng có thể sử dụng như bình một vẫn được ha. Thì tất cả các dòng máy mà có thương hiệu lớn ấy, của máy hút sữa thì đều là có thể sử dụng được bằng điện và vừa có thể sử dụng được bằng pin. Ví dụ ở nhà thì mình xài điện cho nó mạnh, và khi đi công tác du lịch hoặc là đi làm á, mình cắm điện không được thì mình có thể sử dụng pin. Cái dòng này là pin sạc cả nhà ha. Thì trên đây nó có một cái nút trên đây và những cái nút cảm ứng tăng giảm ở chỗ này ha. Rồi cả nhà mình có thể cắm điện trực tiếp vào chỗ này đó, mình thấy có một cái cây kim loại bên trong này, mình cắm vào đó. Còn một bên là ống hơi thì mình sẽ cắm ống hơi ha. Ba dây này là như nhau cả nhà ha, mình cắm ống nào cũng được, ba dây không nhau. Rồi mình cắm một đầu vào máy nè. Và nếu mà mình xài một bình thì chúng ta sẽ cắm một ống vào trong một cái bình đó, và chúng ta gắn cái sở vào để mình có thể sử dụng nè. Khá đơn giản. Cái bình sữa của em bé bú ha, mình gắn vào. Rồi cả nhà thấy không? Còn cái ống còn lại á, mình phải cắm vào ngay cái ngã ba nha. Cái ngã ba nó có một cái chui lỗ cắm, mình cắm vào thì coi như là cái máy nó chạy tới ngã ba và nó đi ra máy còn lại. Còn cái ống này thì nó là kín rồi ha, cả nhà chú ý chỗ này nha. Còn nếu mà mình muốn sử dụng cùng một lúc hai bình thì mình rút cái chui bên đây ra, rồi mình cắm vào cái cần bơm còn lại. Đây mình có một cái miếng nhựa dẻo để nó áp sát vô trong cái ngực của mình. Cả nhà thấy không? Mình có thể vệ sinh mấy cái chỗ này, khi mà mình sử dụng xong mình lọt ra mình vệ sinh, còn không là mình cầm vô. Rồi cái chui còn lại là mình sẽ cắm ở cái phía sau của cái máy bơm này đó. Rồi mình có hai bình ha. Rồi mình gắn lên cái đế để cho cố định nè. Thì thông thường chúng ta sẽ cầm hai cái này, chúng ta ốp vào ngực thì mình có thể bơm cùng lúc, bơm sữa hai bên. Nhưng mà để đỡ mỏi tay á, thì bên ngoài họ có bán những cái áo để giúp cho chúng ta có thể giữ được hai cái bình vô, mình đỡ cầm mỏi tay cả nhà ha. Rồi cái cách sử dụng này khá đơn giản rồi ha. Hai bình mình gắn trồng hai cái miếng nhựa dẻo vào trong cái quặng nè. Rồi cái này nhựa tốt nên nó rất là mềm, rất là êm. Kè vào cái nút nguồn khoảng 3 giây. 1, 2, 3, máy mở lên rồi thấy không? Rồi cả nhà thấy nè, nó có cái chỗ cộng và trừ để mình có thể tăng giảm cái áp lực bơm. Còn nếu mà khi mình vừa mở máy thì nó sẽ chức năng đầu tiên của nó là 3 phút đầu tiên nó sẽ kích thích chứ nó sẽ khó ra sữa, và sau 3 phút nó tự động nó chuyển sang trạng thái hút sữa. Và đương nhiên nếu mà mình muốn hút sữa sớm thì mình cũng có thể chuyển luôn. Cả nhà thấy ở đây nè, nó có 3 cái nút nhấn trên đây, mình chọn vào cái mình cảm ứng, mình chọn vào nút nào thì mình sẽ sử dụng chức năng đó. Ở đây là nút cồn, cả nhà nhớ nha, nút cồn đó. Rồi bên đây là chức năng là kích thích nè, bên đây là chức năng bơm sữa hoặc là bơm theo nhịp tim nè, mình có thể chọn vào và mình có thể đảo qua đảo lại hai chức năng đó để có thể mình chọn cái nào mà kích thích phù hợp nhất mà người mẹ sử dụng dễ dàng hơn đó. Rồi mình có thể tăng giảm áp lực, ví dụ mình muốn hút mạnh lên thì mình bấm vô cộng lên, còn mình muốn giảm xuống là bấm vô trừ. Đây. Và cái này là hết pin thì nó có báo pin hết, mình sạc pin nha. Rồi sau khi mà mình xài xong thì mình có thể bấm giữ cái nút nguồn khoảng 3 giây nó sẽ tắt máy. Rồi sau khi mà bơm xong á thì mình sẽ mở cái bình này ra.
và mình có thể gắn cái núm sữa vô cho bé dùng, hoặc là không á thì mình sẽ mua cái túi trữ sữa, nó khoảng mấy ngàn một túi thôi, tức là 30 túi trong một hộp như vậy, còn khoảng 150.000 đó, để mình có thể giữ trong tủ đông để khi mà người mẹ không ở nhà thì người nhà mình có thể hâm lại để cho bé dùng. Đó, cả nhà thấy rút ra rất là dễ ha. Rồi để Hoàng Sơn sẽ chia sẻ thêm mấy cái kinh nghiệm để cả nhà mình đỡ sẽ bị rối chỗ này. Hai bình sữa này mình có thể dùng cho bé. Bên cạnh đó mình còn có những cái máy như máy hâm sữa, máy pha sữa nữa cả nhà ha. Có cái máy hâm sữa, nếu mà như sữa mình đông lạnh rồi hoặc là mình để giữ ấm, ví dụ giống như cái bình như vậy nè, mình để ngoài sợi nguội chút xíu bé dùng tiếp không được thì mình cho vào cái máy, lúc nào cũng ủ ấm hết á, đúng cái nhiệt độ đó. Rồi còn cái chỗ này để mà mình khi mình vệ sinh mình chú ý nè, mình vệ sinh là ở cái bộ phận là từ cái ống dây ha, trở ra mấy cái đầu bơm cho đến cái bình, còn cái máy mình không có vệ sinh nha, cái máy không vệ sinh, lỡ mà có sữa vô hoặc kiến vô thì mình gửi về hãng sẽ vệ sinh giùm cho mình đó. Thì những cái van như thế này nè mình rửa sạch, mà nó có test thì mình sẽ được phụ kiện khác mình mua. Bên trong đó thì hãng có cho mình theo mấy cái phụ kiện như trong bình nè đó, và hết nó hư rồi mình cũng có thể mua được. Còn những cái hàng sách tay thì nó chỉ cần test xíu thôi, nó không có bơm được nữa thì coi như mình bỏ luôn cái máy đó cả nhà ha. Đó, mình có thể mở cái nắp trên đây ra để mình lột những cái miếng nhựa giảm như thế này nè. Những cái miếng nhựa giảm nó sẵn như vậy nè, mình không có được mình lấy đồ nhọn mình đâm thủng đó nha, mình để giữ kín hơi đó. Đó, còn lỡ mà nó rách, khi mà nó rách thì sữa nó mới chạy ngược trong cái ống này thôi, nhưng mà hiếm khi rách lắm. Cái miếng nhựa này nó rất là dẻo và rất là tốt đó, nên là khi mình rửa mình chú ý đừng có lấy vật nhọn mình đâm nó, cắt nó đó, mình có thể lọt ra rất là dễ dàng với cái miếng nhựa dẻo này. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ với nhà mình cách sử dụng máy hút sữa là IE Basic ha. Nó có dòng Smart nữa và dòng một bình nữa. Bên cạnh đó còn có những cái dòng cho mẹ và bé như máy hâm sữa nè, máy pha sữa tự động nè, rồi nhiệt kế đo tráng để kiểm tra sốt. Bên cạnh đó mình có thể xem thêm những video về sức khỏe gia đình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy trợ thính, máy massage trên kênh Sức Khỏe Sống Dây, hoặc gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.